với con gái. Ủa, trời đất ơi, người đó chủ động với em tất cả. Trước giờ thì em có đơn phương thì cũng nhiều lắm, tại vì chắc em bị mê trai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên là Trần Thiên Quốc, năm nay em 26 tuổi, quê em ở Vĩnh Long, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm nghề gì? Dạ, em làm bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. À, rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em là Thanh Thúy, hiện nay em 26 tuổi, em ở Sài Gòn. Em làm nhân viên văn phòng ở một công ty về sáng tạo. À, quê mình ở Sài Gòn luôn hả bạn? Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dài không bạn? Sâu sắc không? Dạ, nói chung mối tình đầu tiên của em thì cũng hơn 3 năm. Tình thứ hai cũng hơn 1 năm anh. Lý do chia tay? Dạ, nói chung là người con gái em quen thì nói chung em cảm nhận họ không có thật với mình á. Qua 2 mối tình rồi em cũng cảm thấy là mất niềm tin với con gái. Tại sao là mất niềm tin? Mối tình đầu tiên của em là người đó chủ động với em tất cả. Là vậy tốt chứ sao đâu. Em cũng chủ động. Chủ động quen em, chủ động nắm tay em, chủ động hết tất cả. Chủ động buông tay em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cuối cùng cái mối tình thứ hai thì sao? Dạ thì mối tình thứ hai người đó vừa quen em mà vừa quen thêm một người khác nữa hả chị? Rồi. Là 2 cái vậy là rồi, lại giờ là mất niềm tin luôn đó hả? Dạ. Con hiểu rồi, hiểu câu chuyện của em rồi. Còn câu chuyện bên kia thế nào? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Trước giờ thì em có đơn phương thì cũng nhiều lắm, tại chắc em bị mê trai. Mê trai. Mà sao mê không anh nào mê lại hết trơn hả? Có nhưng mà nó không có song phương á chị. À, dạ. Lúc này lúc mình thích thì người ta không thích. Đúng rồi, gọi là theo tình vậy mà. Bên kia cũng một bi kịch, bên đây cũng một bi kịch. Trời ơi. Rồi thôi giờ mình bỏ qua cái đó đi, nói chuyện buồn quá, mệt quá. Em nghĩ là em bị một cái là em thẳng tính quá, với lại giống như bạn bên kia nói là không thích con gái chủ động á, mà em lại là người rất là chủ động. Chết. Tức là em thích một thời gian rồi em chịu không nổi là em sẽ nói ra, nhưng mà nhiều khi người ta lại không thích như vậy. Có nhiều thứ mình tỏ ra mạnh mẽ quá thì con trai sẽ không thích. Không, chị thấy cái chuyện đó thì bình thường, bây giờ nam nữ bình đẳng. Đây để bạn trai giải thích nè. Thích thì mình nói thôi. À, đối với mình á là mình cũng thích một người con gái chủ động và mạnh mẽ, nên vấn đề là bạn cứ yên tâm. À, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về những cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Đúng rồi. Nói chung là em cũng đảm đang lắm anh, công việc nhà là em cũng làm được hết, như là nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, vân vân. Được, tốt. Giống tôi. Gì nữa? À, em cũng thích chơi thể thao, thích đi du lịch. Ừ. Dạ. Thể thao chơi môn gì bạn? Dạ, em chơi bóng bàn với bóng đá chị. Rồi. Dạ. Còn khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một xíu, nhưng mà cái sự nóng tính đó của em nó rất là nhanh quên. Thí dụ em nóng tính với người yêu của em chẳng hạn, sau khoảng 15-20 phút sau đó em bình tĩnh lại, em suy nghĩ lại, nếu như em sai là em sẵn sàng đi theo người đó, em năn nỉ. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em quyết đoán, còn khuyết điểm thì cũng giống bạn nam là em cũng nóng tính, rồi em cũng dễ quên luôn. Tức là em nóng rồi xong cái em chửi ầm xà phèo lên, xong rồi sau đó em sẽ quên. Mình có đặt ra mẫu người bạn trai mình mong muốn khi đến với chương trình là như thế nào? Bây giờ em thực tế hơn hồi xưa rồi. Hồi xưa thì em giống như mê trai mà ai mà được mắt cái là ào thôi. Còn bây giờ thì em muốn là người đó có một cái công việc ổn định, biết nấu ăn như bạn là em thấy thích rồi đó. Dạ. Em cũng muốn tìm hiểu về gia đình nữa. Mình cưới một người là mình cưới cả dòng họ của người ta mà, nên là nếu mà cảm thấy không hợp hay gì đó thì cũng phải cân nhắc cái vấn đề đó. Là mình đưa ra tiêu chuẩn như thế nào? Bạn muốn gia đình như thế nào? Em không thích gia đình, không thích người Bắc. Thì bạn này là ok rồi. Còn nên là cái này không được, với anh phải qua tranh cãi với em mới được. Cái này không chấp nhận. Ở đâu cũng vậy chừng á, có người tốt người xấu, trong Nam ngoài Bắc hay bất kỳ nơi đâu thế giới. Dạ. Em gái dễ thương mà nha, cưới với anh thay đổi đi. Dạ. Nha, anh làm mai này kia bên kia đẹp trai lắm. Hết mê trai rồi. Hồi xưa thôi. Tới rồi anh. Ok. Còn điều gì nữa không? Về vóc dáng bên ngoài. Cao hơn em để cải thiện nồi giống chị. Mình có cái chuẩn nào mình đưa ra không? Không, em thì cũng dễ tính lắm chị, nhưng mà tại vì có một cái là em hay nói chuyện theo kiểu là bắt bẻ người khác á, nên là nhiều khi bạn kia bạn hiền quá thì nhiều khi em sẽ bị chán. Có thể bạn nó lanh lanh một chút xíu. Rồi, bạn nữ chia sẻ vậy thì nãy giờ bạn nam cảm thấy như thế nào? Em cũng lanh lắm chị. Lanh không? Dạ lanh chị. Bác sĩ mặt lanh. Lanh mới tư vấn được nhiều bệnh nhân, mới làm được nhiều tiền với chị. Đúng rồi. Rồi, mong muốn của em tìm một người yêu thế nào? Dạ thì nói chung em dễ lắm anh. Thì em cũng muốn tìm một người cao khoảng 1m55 trở lên, dễ dễ nhìn xíu. Nhưng mà đối với em á, là điều quan trọng nhất á, là xác định yêu nhau rồi á, là phải thật lòng với nhau. Rồi em chỉ cần một thật lòng. Dạ. Mất niềm tin lần nữa là dạ. Mệt lắm á. Chào em, cùng quê chị đó. Hôm nay là ủa anh Linh có đăng ký khám răng hả? Thế sao mặc áo blue lên đây? Dạ tại nãy em đi qua đây cũng gấp á chị, rồi nên em đang làm bận đang làm đi qua đây luôn. Anh tính để hồi cho cô kia bất ngờ. À vậy em hả? Hỏi cô kia hết bất ngờ, hồi cô thấy tự nhiên có bác sĩ xuất hiện, cô bất ngờ. Đâu có diện hồi cái này lại cũng bất ngờ nè. Đó hồi vậy mình bất ngờ. Bởi vậy mình bịt lên cởi. Làm vậy đó. Bây giờ em làm lộ ra rồi hết làm rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đến với chương trình là mình có dự định là nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân gì không? Dạ nếu như được thì có lẽ là qua Tết hoặc cuối năm sau á chị, là sẽ tiến đến hôn nhân. À mình lập nghiệp ở thành phố luôn hay là mình về quê? Dạ thì tùy theo bạn nữ nữa chị. Là mình đi theo bạn nữ cũng được luôn? Dạ. Ủa sao dễ vậy? Bác sĩ làm đâu không được. Anh này hiền quá ha, mặt mày hiền lành. Ủa nhưng mà mình có tật xấu gì không? Bác sĩ nha khoa nhưng mà em có hút thuốc nhưng mà em hút ít à. Nhậu nhạt gì dữ không? Dạ không, nhậu thì em thua. Em uống khoảng 1-2 ly để xả dao thôi vậy. Rồi được rồi, vậy là ổn lắm rồi. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Mình cho gặp người thân đi. Hôm nay mình có đi chung với ai không? Dạ em đi với anh họ của em. Anh họ của em. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Anh thấy là bạn này ok đó em. Hai bạn này hiền, hai bạn có thể sau này là tương tác nhau được nhiều hơn á. Hiền mà tương tác là tương tác cái gì anh? Thì một bên nóng thì một bên phải hiền bên nóng. Nó mới tương tác được chứ còn lại hai cái nóng quá thì nó bể. Không, anh bên kia nãy anh cũng nói anh nóng lắm à. Anh nóng nhưng mà khi mà Thúy nóng thì anh sẽ hiền, tại vì anh là bác sĩ mà. Đúng rồi, đúng. Nói đúng đó, cảm ơn anh. Rồi, bác sĩ mình có đi với ai không? Bác sĩ nào nữa không? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Thân lắm không? Dạ, dạ sống chung từ nhỏ lớn. Thân ai thấy lo là mệt lắm á. Dạ. Chào anh Linh, chào chị. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Thì hồi nãy giờ ngồi dưới đây á, nghe bạn gái này nói chung với sở thích với Quốc, ở hoàn cảnh cũng giống Quốc, rồi tính tình thì cũng giống nữa, thấy ok đó rồi. Thấy ok đó. Rồi được rồi, cảm ơn bạn thân luôn. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Bắt đầu. Dạ anh đến có món quà này. Cảm ơn. Em cảm nhận về anh như thế nào ạ? Em thấy chắc anh không nóng tính đâu, không nóng bằng em đâu. Nói chung đó là anh nhịn cũng tốt lắm em. Kế hoạch mình hẹn hò hay là mình con cái sau này như thế nào? Hồi nãy anh nói là năm sau hả? Dự định là như vậy thôi, còn một phần là tùy thuộc vào em nữa. Không mà ý là nãy giờ nói chuyện á, em cảm thấy có rất là nhiều điểm chung. Giống như cái chuyện năm sau, cái em cũng muốn năm sau. Thật ra là em đã định trước như vậy. Và... năm này em cũng tưởng tượng lắm. Không, thật ra là từ nhỏ luôn rồi. Từ nhỏ là em đã xác định là em muốn có con trước 30 tuổi. Xong rồi em xác định luôn là 27 tuổi em sẽ lấy chồng. Không, xong tới mức mà em nói 27 tuổi mà mẹ em nói là thôi 25 đi con. Cái em cũng không chịu luôn. Vậy là anh này nói em chịu đúng không? Dạ, nên là anh này nói năm sau là thấy... sao mà trùng hợp như vậy á. Nhưng mà giờ ví dụ như là mối tình này nè mà thành nè là coi như nãy giờ là ai cua ai, là ai nắm tay ai trước? Không, từ từ này để em đi chị. Vậy đi. Để em chủ động tí đi chứ. Để ta nắm em lại. Dạ dạ đúng rồi. Đây này để em nắm giữ lại luôn. Đúng rồi. Chứ để người ta nắm em cái người ta buông ra cái mất tiêu. Bây giờ bước lên gần. Qua. Bước lên gần mình chủ động một lần xem sao. Nhanh lên. Cái này quan trọng lắm nha. Lãng mạn vô nha. Rồi. Chờ xin phép nắm tay em tí. Đến đây mà sao giống bắt tay quá. Nắm tay, tỏ tình chứ không phải bắt tay. Hai người nhìn thẳng mắt nhau, không có nhìn ra đằng sau. Hãy nói nhau những lời yêu thương nhất. Bắt đầu. Thôi cố gắng cuối năm sau hai mình cưới em nha. Em gái nói thế nào? Dạ em sẽ cố gắng. Vậy thôi hả? Thôi được rồi. Thôi buông lên đi. Cảm giác mình lần chủ động mình nắm tay người ta, mình thấy sao em? Em thấy có cái gì đó nó ấm áp chị, giống như Em không biết diễn tả sao. Còn bạn gái thấy sao? Như lần đầu em được vậy á. Lần đầu tiên luôn á hả? Đó giờ toàn nhào vô nắm người ta không hà, hiểu không? Lần này được, lần đầu tiên được nắm luôn á. Suy nghĩ thật kỹ nha. Không phải chuyện chơi nha các bạn nha. Bấm nút là chúng ta đồng ý để tiến xa hơn. Và các bạn bắt buộc phải hôn lên sân khấu. 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức rồi đó. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau. Hãy hôn một cái hôn kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Ôi anh ngại lắm anh. Không có ngại. Đã bấm nút là tôi đã giao rồi mà. Nào, hôn không quý vị? Hôn bác sĩ. Đừng đến hôn em. Không, gì đâu. Hôn rồi anh, hôn rồi. Nhẹ nhàng, tôi đếm tới 1, 2, 3 mới buông ra. Nào, bắt đầu. 1, 2, 2 rưỡi, 2,99. Sao bạn gái? Sao? Thích hả? Thích là được rồi. Đây là chiếc vé xem phim của Cinebox, hệ thống 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Và đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản. Các bạn sẽ có thể vừa xem phim vừa mua sắm với trị giá 1 triệu đồng. Đây, quà tặng dành cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là bộ wrap và bao gối cao cấp Lulut nhập khẩu từ Thái Lan để tặng hai bạn. Rồi vừa ôm quà vừa nắm tay bạn gái đi bạn. Mọi người nhận xét là vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, xinh, trắng trẻo, ngoan hiền, tốt bụng, cũng hơi cao giống như Tân Thanh Hà chẳng hạn. Thôi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay hả? Mà mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi chúng ta giới thiệu về mình, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Sâm, em quê Thanh Hóa. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 9. Em làm nha sĩ ạ. Nha sĩ? Dạ. À, hôm nay nhiều nha sĩ với ta. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào mọi người ạ. Mình tên là Quốc Đạt. Mình là kiến trúc sư. Năm nay mình 29 tuổi. Mình là người Huế. Dạ, em đang làm việc ở quận 7. Ở văn phòng hay là? Dạ, làm ở văn phòng, thiết kế. Bạn làm nghề kiến trúc sư bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm ra trường khoảng 5 năm rồi. Bạn đã thiết kế một cái ngôi nhà tình yêu của mình như thế nào? Ngôi nhà chỉ cần là đầy đủ tiếng cười, cảm thấy là vui vẻ, hạnh phúc, không gian bên thoáng đãng là tốt rồi. Còn lại mấy đứa con? Khả năng mình có thể nuôi được bao nhiêu thì có kiềm chế hoặc thì mà cách một gạo ra là đủ. Rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình. Những ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Mọi người nhận xét là em vui vẻ, hòa đồng. Em rất là nhiệt tình trong công việc. Còn nhược điểm của em thì em thẳng tính. Có cái gì là em nói ra luôn ấy. Em cũng hay quên nữa. Ví dụ nói về một vấn đề nào đó là em phải hỏi lại. Trời ơi, dạ. Rồi làm răng cho người ta, rồi gắn cái răng này, rồi tháo ra, rồi gắn vô trúng chỗ không, rồi quên nữa, đâu có nào trật chưa trong công việc, có cái nào. Về quên. Trong công việc thì em rất là cẩn thận. Nhưng mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Trải qua 2 mối tình nhưng là chỉ là tìm hiểu, nếu mình không hợp thì em chia tay nhanh, khoảng 4 tháng thôi. 4 tháng thôi. Dạ. Nhưng mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào? Giống anh Việt Linh. Dạ. Cao 1m65 trở lên. Rồi là người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ những công việc mà cho gia đình. Trong gia đình với vợ của mình đúng không? Không có hút thuốc rồi nhậu nhiều ấy ạ. Bạn trai đó có giống anh Quyền Linh không? Dạ, cùng xem ạ. Bạn biết cái là trai hơn, trắng trẻo hơn. Nhưng mà quan trọng là có phụ vợ làm việc nhà giống như anh Quyền Linh không kìa. Cái đó mới quan trọng. Dạ, khi đó mà tới đúng thời điểm phải bắt buộc phải làm nha. Cái này chuyện bình thường mà, mình giúp vợ giúp gia đình đâu có sao đâu. Dạ khơi làm biếng một tí nhưng mà làm biếng hả? Dạ. Lúc chưa có vợ là vậy chứ lúc có vợ làm biếng không được các bạn ơi. Có một cái tiêu chí gì về người phụ nữ tương lai của mình không? À, dạ có. Ngoan hiền, tốt bụng, cũng phải biết ra ngoài xã hội nhưng mà cũng phải quan tâm đến gia đình. Dễ thương, xinh, chẳng đẹp. Dạ được rồi. Có thể giống ai không? Mỡ thì cũng hơi cao giống như Tân Thanh Hà này. Bạn có tật xấu gì không bạn? À, dạ tật xấu là làm biếng ạ. Kiến trúc sư làm biếng. Rất là lười công việc nhà, lười vận động, chơi môn thể thao gì cũng dở. Mình có ưu điểm gì không? Cũng chịu khó làm việc, việc quan tâm đến gia đình. Có hai bạn kiến trúc sư á, thì có làm biếng thiệt á. Ngồi vẽ có mấy cái gì ăn dục qua uống dục ra cứ biết là vẽ, vẽ ngày vẽ đêm, vẽ thậm chí 3 ngày không tắm luôn. Có không? Kiểu đó là kiểu thư sinh viên giờ. Mà giờ có không? Giờ đời rồi. Hả? 2 ngày đúng không? Dạ 1 ngày. Hả? Dạ 1 ngày. Bữa này người ta bác sĩ người ta sạch sẽ dữ lắm luôn á. Chào chị ạ. Em cũng quê với chị phải không? Đúng rồi. Chị rất là xinh. À, cảm ơn em. Đừng có khen tôi đẹp rồi đánh trống lãng cái vụ là ở dơ. Đó là thật xưa đâu. Sạch sẽ nha. Dạ. Nhưng mà không có thích cái điểm gì ở con gái không? Hơi lười là của, vậy là ăn diện của thì cũng phù hợp với mình lắm. Bên là người dạng gì? Thì bao giờ mình tổ chức đám cưới được nếu mà hợp nhau? Dạ, nếu hợp nhau thì khoảng 1-2 năm. Rồi mình lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở đấy. Ở đây luôn. Dạ, dạ. Rồi, vậy được rồi. Rồi, để xem đàn gái thế nào nha. Chào bạn gái. Nãy nãy đó, ví dụ như anh về anh vẽ miệt mài 2-3 ngày anh không tắm thì sao? Em không chịu đó. Không chịu được, mình phải làm sao cho anh tắm chứ. Lúc nãy về là phải có chiêu á. À đúng rồi, có chiêu. À, em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích người ở dơ. Sao đúng được điểm luôn rồi. Không biết chăm sóc bản thân mình. Rồi em thích người lười. Đúng quá bển người ta. Không, cái này dễ khắc phục được em, không sao hết. Đây không thích người đào hoa. Anh có đào hoa không? Dạ không biết được. Vậy là đào có rồi hoa. Để anh qua hỏi đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nha. Thấy dính hết trơn luôn á. Em thấy dính hết trơn. Không, nhưng mấy này thay đổi được em. Dạ. Cái đào hoa thì anh nghĩ khó đâu. Nó làm việc lại cái vụ đào hoa cho em coi. Tại người ta thương mình thôi chứ mình đâu phải thương lúc nào. Đó, đúng chưa? Mình thương người thì nào ta không thương nữa, mình thương người khác. Hôm nay mình đi có bà, có người thân của mình đi theo ủng hộ. Dạ có. Gia đình của bạn gái đó ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Phía gia đình luôn luôn cởi mở, luôn luôn đón nhận tất cả những cái tình cảm của các bạn trai. Thì em thấy là cũng phù hợp. Kinh nghiệm của anh á, anh thấy anh này đào hoa không? Kỹ thuật thì không đào hoa đâu. Nếu mà dân nghệ sĩ như anh Linh thì đào hoa. Em cũng là dân kỹ thuật. Em muốn đến với em gái của mình ngay lập tức phải sửa cái tính, phải chăm lo gia đình, phụ giúp gia đình. Anh chỉ cần duy nhất một tính này thôi. Nếu em về với em gái của anh, về với đội của anh, về với đội của anh. Ok, được không? Dạ được. Được ha. Hôm nay mình có ai ủng hộ mình không bạn? Em gái hộ em, con cầu. Thì em cũng thấy là đây có thể có một cặp là thú vị. Và coi như là cũng là một cơ hội để anh của em có thể học hỏi những cái tính tốt hơn. Và về chị thì em thấy là chị phù hợp với anh của em ạ. Ủng hộ đúng không? Tại vì người Huế cũng khó tính cho nên là những cái tiêu chuẩn mà chị đưa ra thì cũng phù hợp với người Huế. Em nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên. Chúng ta sẽ bắt đầu gặp gỡ. Chúng ta có ít phút ha. Thắc mắc gì là cứ trao đổi thẳng thắn. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Chào em. Cảm ơn quá. Em cảm ơn anh. Anh có thấy em khác gì nhiều trong cái những gì anh tưởng tượng không? Cũng hơi khác so với tưởng tượng. Em cũng rất là xinh. Dạ. Em có cảm nhận gì về anh không? Anh nói như anh Quyền Linh là anh rất thư sinh. Em nhìn không biết có đào hoa hay không, nhìn rất là chắc là nhiều bạn nữ để ý lắm. Nói chung cũng có nhưng cũng không nhiều. Anh có gia trưởng? Không, anh rất là hiền. Cái tật mà anh lười anh có sửa không? Tất nhiên nó gọi sửa chứ, anh cũng đang phải là dọn và anh sống một mình cho nên cũng hơi lười. Nhưng mà có người sống cùng thì mình sẽ gọn gàng hơn. Nếu như hai người đồng ý hẹn hò tiến đến xa hơn thì kế hoạch phát triển kinh tế như thế nào? Mời chàng kiến trúc sư. Cả hai bên đều có gia đình, đều có công việc ổn định, thì em nghĩ là kế hoạch thì sẽ cùng nhau chung sức để mua nhà rồi tạo dựng từ từ, bởi vì em cũng tích góp nhưng mà cũng chưa được nhiều. Em có hay về quê không? Em thì Tết em về quê. Thời gian làm việc của em thì về cái thời gian rất là nhiều. 8 giờ tối em mới về cơ. Bây giờ hãy hát một bài hát nào đó nó ngọt ngào, chúng ta chia sẻ giây phút này. Anh cũng rất hay hát nhưng mà hát không được hay. Chủ yếu là tình cảm. Hát đi em, hát lên những lời trái tim, để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm. Có tiếng hát ai như cơn gió mát giọt lên, nào là dòng suối trong veo, hay là tôi đang ở trong em đó, như tim em về ngủ trong tim tôi. Em còn hát đi. Em còn tự hát. Em hát không hay. Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy và một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau. Lò quá. Bây giờ hai bạn về có thể bổ sung nhau hát được. Hát lại á. Dạ. Mỗi người nói một câu nào đó chúng ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Anh cũng tới đây thì cũng mong muốn tìm cho mình một người bạn gái phù hợp. Anh chỉ muốn nói là mình sẽ cùng cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhiều hơn. Lần đầu gặp nhau thì cũng chưa nói được điều gì hết, thì mình cùng cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thời gian. Để ta nút bấm đi giúp bạn. Đây. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa, tại sao bạn nam lại không bấm? Tự nhiên em cảm thấy chưa có đúng đồng lòng. Đó là những giây phút rất là thật, không sao cả. Có thể chúng ta chưa thấy rung động, chúng ta không nên bấm. Để biết đâu cô gái này có nhiều người đang xem, hàng triệu chàng trai đang xem truyền hình muốn bấm nút. Chúng ta dành cơ hội để cho người khác. Cô gái rất là dễ thương, rất xinh xắn, có nghề nghiệp ổn định. Có thể bạn đã bỏ qua một cơ hội. Dù bạn nam có suy nghĩ thế nào thì em vẫn theo quyết định của em là vẫn cho mình cơ hội, cho đối phương cơ hội để tìm hiểu. Chứ lần đầu gặp nhau là không thể nói được điều gì hết. Đúng rồi. Và thay mặt cho chương trình vẫn là mong muốn có thể ở ngay tại đây các bạn chưa có tìm được một điểm chung với nhau, nhưng mà trong cuộc sống các bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn, bộ ráp và bao gối cao cấp của nhãn hiệu Lotus, được nhập khẩu từ Thái Lan. Thôi, mỗi người chúng ta hãy tự đi trên con đường ta đã chọn và cố gắng tìm được một người thích hợp với mình. Chúc các bạn sẽ may mắn, hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn. Quen thì được 3 tháng là chia tay rồi. Quen có 3 tháng à? Dạ. Cuộc tình gì mà chóng vánh quá vậy? Dạ, tại vì không có hợp lắm mà. Em thì nói chung yêu, quen thì là em xác định luôn. Chàng trai đã vào vị trí của mình rồi, Tường sẽ ra và mời bạn gái mình vào đây nha. Rồi, ghế bên phải. Dạ vâng. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ mình bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay ha. Trước tiên làm phần giới thiệu. Mời em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em xin tự giới thiệu là tên em là Nguyễn Quang Dũng. Nguyễn Quang Dũng. Dạ, quê hương em là ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Dạ, em bước chân vào Sài Gòn làm ăn vào năm 2050. Dạ, thì em làm hiện tại bây giờ em đang làm công việc của em là em làm bên kho, vừa giao hàng và vừa cả chạy xe luôn. Lái xe luôn? Cả lái giao xe hàng luôn. Dạ. Rồi. Năm nay Dũng bao nhiêu tuổi? Dạ, em chính xác em là sinh năm 1985. Bà Tư 35 rồi. Rồi, cũng bà Tư 35 rồi. Rồi, mời em gái. Dạ, chào chị Cát Tường, em tên là Phạm Thị Quỳnh Nga, năm nay 34 tuổi. 34 luôn? Dạ. Cũng sinh năm 85 luôn? Em sinh năm 86 ạ. 86, rồi. Hiện tại thì em đang làm quản lý nhà ăn tại trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2. Cảnh sát hả? Dạ vâng. Ồ, quê em ở đâu? Dạ, em ở Hải Phòng ạ. Quê ở Hải Phòng. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì vậy, em gái? Dạ, điểm mạnh của em là biết chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn. Điểm yếu thì dễ tính, cũng hay nhút nhát nữa. Đúng rồi, chị thấy hơi nhút nhát, tự tin lên, thoải mái lên, giao tiếp, cơ hội nó mới đến với mình. Điểm mạnh của mình còn cái gì nữa không? Công việc của em thì em làm quản lý bếp ăn á, thì em sẽ phụ trách một ngày 3 bữa cơm và quản lý cái... Em nấu luôn hả? À dạ không, em chỉ quản lý thôi ạ. À, cũng giỏi, công việc cũng nhiều. Vậy mình nghỉ cuối tuần chứ đúng không em? Vẫn dạ, làm em được nghỉ thứ Bảy Chủ nhật. Vậy thứ Bảy Chủ nhật em cũng vậy hả hay sao? Dạ em nghỉ trong một mình Chủ nhật. Nghỉ Chủ nhật thì dạ. cũng sắp xếp có được thời gian để hẹn hò. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là nói chung là cũng chăm chỉ và siêng năng. Những cái công việc này kia là nói chung là em làm mà làm tỉ mỉ đến nơi đến chốn, chứ em không có bỏ dĩa chừng. Em hay thích, nói chung là sở thích của em là đam mê hát và đi du lịch. Em thích cái đó. Hát miếng liền đúng không em? Muốn nghe hát không? Dạ có. Rồi, mời em. Em thì thường là em đam mê những bài hát và của ca sĩ đó là Châu Hải Phong và ca sĩ Lâm Trấn Huy. Đó là những cùng quê hương, như kiểu là mình có một cái Hà Tĩnh luôn ha. Dạ. Rồi mời em. Cho em xin hát bài Ngắm Hoa Lệ Rơi do nhạc sĩ Duy Cường sáng tác. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ anh một mình đành lặng thinh, nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã chốt trao như tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhẫn nại. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, anh vẫn luôn khắc sâu như tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu ta phải xa rời nhau như hoa kia dần ngủ màu. Tôi em xin hết. Wow. Nói chung là em hơi rung phải không? Hơi rung tí. Em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Hát rất hay ạ. Rất hay. Có vài chỗ nhấn nhá rất giống Duy Mạnh. Có ai nói vậy không? Thời xưa em có đi lính về. Em có đi lính năm Hàn là 9 hay là 10 ạ. Ồ. Thời xưa đi lính em toàn hát nhạc của Duy Mạnh không. Ồ. Rồi nãy giờ điểm mạnh không, mình có điểm yếu gì không? À, điểm yếu của em thì em cũng có hút thuốc lá. Nhưng mà em hút có một ngày thì tính ra một gói là em hút ngày rưỡi là hết một gói. Ngày rưỡi. Vậy là hút hơi nhiều à. Một ngày rưỡi một gói là quá nhiều à. Ảnh hưởng đến sức khỏe, bỏ bớt đi. Nhiều lúc em bỏ nám mặt hết trơn kìa, thấy không? Hút mà hơn nữa là em kiểu chạy xe về là đưa hàng hóa đi giao. Bịt mặt che lại chứ nè. Dạ, da dạ. Đẹp hai bên đây nám hết trơn rồi. Dạ. Xài kem chống nắng đi. Bạn gái mua kem chống nắng cho bạn trai xài. Dạ. Bớt hút thuốc lại, giữ gìn sức khỏe. Dạ. Nha. Bây giờ tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ. Mối tình đầu tiên là năm 2007. Tụi em quen được 1 năm thì chia tay. Lý do sao chia tay? Tại lúc đó thì vẫn còn trẻ lên, muốn phát triển sự nghiệp trước ạ. Còn mối tình thứ hai là năm 2017 ạ. Cái đó thì quen thì được 3 tháng là chia tay rồi. Quen có 3 tháng à? Dạ. Cuộc tình gì mà chóng vánh quá vậy? Dạ, tại vì không có hợp lắm ạ. Không có hợp, ai mai mối hay là tự tìm hiểu? Cái này cũng qua mai mối rồi ạ. Mà có 3 tháng à? Dạ. Vậy là mình một loạt dài, hình như gần cả chục năm là mình không quen ai hết. Dạ. Lý do tại sao vậy? Em có tìm hiểu không? Có, chắc tại em thẳng tính quá nên người ta không thích. Vậy thì mình phải biết vậy, có đâu khuyết điểm của mình phải chỉnh sửa lại chút xíu. Thế còn em tình trường sao? Dạ thưa chị là em tình trường là em cũng trải qua 2 mối tình. Cái mối tình đầu tiên là mối tình 2011 đến 2013. Còn mối tình thứ hai là mối tình 2017, 2018. Mối tình đầu tiên thì em kéo dài được là 2 năm. Lý do sao chia tay? Nói chung là thời đó em cùng mới đi bộ đội về á, vừa đi làm mà em thì đang đi học. Thế từ từ đấy rồi bọn em cùng phai nhạt dần tình cảm. Cũng chưa đủ lớn. Thế còn mối tình sau này? Mối tình sau này thì nói chung thì bọn em quen được 1 năm. Nhưng mà thực chất thì cái mối tình này là bọn em cùng lúc đầu cùng tính để đưa đến hôn nhân. Nhưng mà sau là em cùng là vì cái việc gia đình nên em nói cứ nắn ná từ từ. Thế như em thì nói chung yêu quen thì là em xác định luôn. Đó, thì sau từ từ sau thì em lại về, em lại có việc của gia đình, về xong rồi hình như em là đăng ký đi nước ngoài, đi Nhật. Thì em á hả? Người bạn gái á hả? À, đi Nhật luôn rồi. Dạ. Cũng chưa phải duyên luôn. Dạ. Hơi khổ ha. Thôi bây giờ vậy, giờ mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, một người chín chắn, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ công việc, biết động viên tinh thần nhau nữa. Ngoại hình sao? Ngoại hình thì có thể cao bằng hoặc hơn em. Em cao mét mấy? 1m6 ạ. Mà 1m6, em cao mét mấy? Em cao 1m65. 65, được rồi ha. Rồi mình có hình ảnh gì không? Đưa cho cô ấy coi với. Chờ em xíu. Đây là những cái hình đám cưới với là đi hình đi đám đình bạn bè đó. Rồi coi tấm này được rồi. Hãy tìm chàng trai ấy. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung em thực sự để em mà tìm bạn gái thì nói chung là trước hết là phải hiền lành một xíu, biết quan tâm tới người khác. Nói chung cuộc sống thì biết lo gia đình. Ngoại hình? Về ngoại hình thì cao tầm cỡ 1m55 đổ lên rồi. Rồi, em 1m6 lận dư rồi ha. Dạ. Rồi thôi đi, tìm thử coi, tôi đưa cho mọi người 2 người giống nhau luôn đó. 4 cô 4 anh nó trọng á. Hãy thử chọn ra coi, xác suất 1/4 tìm ra người đối diện với mình là ai trong những người đó. Chọn ra cho em, nãy giờ coi hơi lâu rồi. Dạ. Nhìn đắm đuối quá vậy, coi chuyện chọn lộn. Dạ, anh lên này ạ. Anh nào? Dạ đây ạ. Anh đó phải không? Dạ. Đưa coi. Rồi, giữ đi, lát tôi gả anh đó cho. Rồi bên đây. Chọn cô nào? Em đoán cô này. Cô đó hả? Rồi giữ đi. Xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về trái tim để cho hai bạn này sẽ cảm nhận xem ở cái nhìn đầu tiên mình đã đoán đúng hay đoán sai nhé. Xin mời hai bạn hãy nhìn vào hình và hãy nhìn vào người đối diện. Anh chào em. Sao? Trật hết rồi phải không? Anh có muốn bó hoa gửi tặng em? Qua đây, qua đây. Qua trái tim. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Hy vọng anh sẽ mang nó trong những dịp đặc biệt. Dạ, anh cảm ơn. Rồi, đoán sai hết rồi nha. Dạ. Đây nè, mới đúng nè. Kia đoán cái anh đứng là cũng không đúng rồi. Cái anh ngồi đó thấy chưa? Dạ. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn cùng ăn một bữa cơm trưa với nhau, cùng trò chuyện với nhau kỹ hơn, thân mật hơn để chúng ta có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi chị Tường sẽ quay lại để tiếp tục làm cái cầu nối cho hai bạn nha. Coi quà tặng gì nè mà cổ nói là hãy mong em hãy mang trong những dịp đặc biệt. Chị Tường tò mò lắm, cho chị Tường xem với. Dạ dạ. Chưa gì ích kỷ tính đem về coi mình hả? Chú bạn mai mượn. Ồ, cái cà vạt. Em có thường hay đeo không? Vào những ngày họp ở công ty thì em không mới đeo cà vạt, chứ còn bình thường ngoài đúng là những ngày đặc biệt ha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mời món ăn ạ. Và bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng D-Magic nha. Đây là món thịt xông khói cuốn đậu bắp. Còn bên đây là món salad bông cải bánh su kem. Cùng ăn, cùng thưởng thức nha, để xem hương vị những món ăn tại nhà hàng như thế nào. Và quan trọng là cũng phải trò chuyện tâm sự với nhau nè, để hiểu nhau nhiều hơn. Chứ hồi nãy ở cái màn đầu là chọn là chất quớt rồi đó ha. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại cho các bạn thưởng thức ngon miệng nha. Tự nhiên nha. Em cảm ơn chị. Tự tin lên nha, cơm hơi rụt rè nha. Cơ hội không có đến nhiều lần, cố lên. Vừa ăn uống vừa trò chuyện, bạn trai giúp đỡ bạn gái nha. Dạ dạ dạ. Thôi mời em ta. Dạ mời anh. Anh đi làm như vậy thì công việc nó có vất vả lắm không? Anh đi làm ở đây là anh làm ngày 8 tiếng. Một ngày 8 tiếng. Thì có phải tăng ca không ạ? Có những lúc ví dụ như vào thứ Tư thứ Năm á là hàng nhiều mà bên chỗ họ nhận hàng họ yêu cầu hàng thêm, có nhiều lúc có thể về 7 giờ 8 giờ là ngày thường, hoặc chủ nhật được nghỉ. Vậy hiện tại thì anh đang ở đâu ạ? Anh thì giờ hiện tại giờ là anh đang ở quận 12. Quận 12 ạ? À? Em đang ở quận Thủ Đức đó. À, thì lúc nào có dịp thì em sắp xếp thời gian để anh ghé xuống chỗ em chơi. Dạ vâng, em được nghỉ thứ Bảy Chủ Nhật. À, thế mời em ăn. Dạ, mời anh. Anh thấy em như thế nào ạ? Nói chung thì anh cũng mới gặp thì thực sự thì anh thấy em nói chung là hiền lành và nó cũng đẹp gái. Vậy là nói chuyện thì nó cũng nhẹ nhàng. Dạ. Bởi vì chỗ anh làm là toàn người Bắc mà, người Thái Bình, nên anh cũng biết. Còn đối với em thì thấy anh như thế nào? Dạ, em thì thấy anh cũng đẹp. Nói chung là dễ nhìn. Nói chuyện thì cũng hay. Không biết anh thời gian rảnh thì anh hay làm gì ạ? Thời gian vào Chủ Nhật nghỉ thì có những lúc thì anh đi anh em chơi, rồi có những lúc bạn bè rủ, ví dụ như đi đám anh đã biết gì đó, anh thì có tham gia với thôi, nhưng mà thực sự là đá thì cũng hay, nhưng mà mình làm thể dục thể thao. Đá bóng thì em cũng thích xem đá bóng lắm. À, thế nhà em ở nhà thì được mấy anh chị em? Em là chị cả, được 4 chị em. À, chim chắc bố mẹ lớn tuổi rồi hả? Vâng. À, nhà anh thì cùng 4 anh em, anh cũng con đầu. À, anh cũng con đầu luôn à? Thế thì cũng trùng hợp nhiều quá. Em tới đây thì dự tính về tương lai, về gia đình như thế? À, nếu mà tính xa hơn thì cái đó phải tìm hiểu. Nói chung thì anh thì cùng trước hết thì cái gì nói chung là bây giờ mình muốn làm quen với ai mình cũng phải có thời gian tìm hiểu đó. Rồi là trước hết thì mình cũng phải biết về nhau, về cái chỗ ở này kia đó, sau này đi lại này là mời uống cà phê nói chuyện. Hồi nãy giờ trao đổi chỗ ở chưa? Dạ em cũng vòng hoài không vô cái chuyện chính đi trời, thời gian thì ít. Mà ăn thưởng thức món ăn thì thấy như thế nào? Nói chung là em cảm thấy ngon, hợp khẩu vị. Ở đây có một cái hương vị nó thơm hơn, ngon hơn. Hôm nào rảnh rỗi cứ mời bạn gái đến ăn ha. Dạ dạ. Rồi, hồi nãy giờ ăn chưa? Dạ em ăn rồi ạ. Ngon không? Dạ ngon ạ. Rồi, cô này hơi rụt rè quá. Rồi trao đổi chỗ ở rồi, bây giờ mình đánh ranh rút gọn vô cái chuyện chính đi. Em có thể cho anh xin cái địa chỉ hoặc cái gì đó, ví dụ như sau, ví dụ như anh có thời gian rỗi anh đến chơi còn này kia chẳng. Cái đó sau chương trình thì em sẽ đưa cho anh. Đúng rồi, anh cho ở đây, ta biết là sao, chút sau chương trình cho riêng chứ. Giờ cô đọc rồi địa chỉ nhà lên đây, ai ta cũng biết hết trơn là chết rồi. Dạ dạ. Cái đó chút sau chương trình xin. Bây giờ quan trọng là làm sao để mà có quyết định là có bấm nút, có hẹn hò với nhau hay là không, cái đó mới là quan trọng. Bây giờ xin mời hai bạn, chúng ta sẽ bóc những lá bài này. Trong đây có một cái yêu cầu, mình bóc trúng cái gì mình sẽ thực hiện cái yêu cầu trong đó, được không? Dạ. Rồi, mời bạn trai trước đi, bạn trai hãy thực hiện trước. Đọc lớn lên. Bạn hãy yêu cầu bạn nữ làm một hành động đáng yêu. Đó, vậy là cũng đáng yêu rồi đó. Được không? Dạ. Dễ thương không? Nhưng mà cái này đơn giản quá. Rồi mời bạn nữ. Nữ làm cái này dễ ha, nam làm hơi kỳ. Đọc lớn lên em. Bạn hãy thể hiện một hành động lãng mạn với bạn nam. Trời ơi, sao ba bạn nữ làm không vậy? Yên tâm, lát chị sẽ bắt bạn nam làm tiếp. Bây giờ em làm nữa đi. Sao? Lãng mạn. Nãy là làm, hồi nãy là làm ấy rồi phải không? Bây giờ lãng mạn mà làm gì? Em không biết nữa. Bây giờ mình có thể nắm tay bạn nam, mình style nắm tay gì chỗ Việt mình, hay là hôn lên tay, hay là nói cái gì đó với bạn ấy chẳng hạn. Thôi chắc em bắt tay anh ấy vậy được không? Rồi, thì phải có cảm nhận mới lãng mạn nha. Chứ bắt tay giống như đồng nghiệp thì đâu có gì đâu lãng mạn. Bây giờ anh đứng lên đưa tay qua cho người ta nắm đi. Đó, nắm tay chứ không phải bắt tay. Rồi, nhắm mắt lại cảm nhận, phải có phát biểu cảm nghĩ thì mới là lãng mạn được. Bàn tay của em ấm. Sao em gái? Dạ, em thấy tay của anh ấy ấm, chắc chắn, nói chung cảm giác yên tâm ạ. Vậy được cho em, vậy lãng mạn. Anh cảm ơn. Rồi. Giờ bạn trai phải bốc thêm một lá nữa. Nãy giờ bạn gái thực hiện không hả? Dạ. Rồi đọc lớn lên coi. Bạn hãy hôn lên tóc của bạn nữ và cảm nhận mùi hương. Trời ơi, bữa nay lời quá trời lời. Rồi giờ xin bạn ấy đi, rồi đi quá đằng sau lưng bạn ấy đứng. Dạ. Em ngồi hả chị? Em cứ ngồi, em cứ việc ngồi. Cho anh xin được hôn lên tóc em. Dạ. Nhanh quá, nhanh quá, sao có mùi gì được. Lại, cảm nhận. Hôm nay gội đầu chưa cưng? Dạ rồi. Nghe mùi hương thơm. Cảm nhận như thế nào? Cảm nhận nói chung là rất là tràn đầy tình cảm của anh đối với em. Cô sắp xỉu rồi, về chỗ đi. Cổ rụt rè đó, gặp cây cô gái rụt rè mà. Thôi được rồi, chẳng qua mà chị Tường cho các bạn bóc những cái lá bài như vậy là để cho các bạn có thể có một cái sự tương tác với nhau, để mình có thể thêm có cái cảm xúc với nhau. Thì bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Hai bạn hãy nói cho đối phương biết hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Mời em trai trước. Hiện tại thì cho anh một thời gian để mình tìm hiểu nhau, mình tiếp xúc. Nhưng mà trước mắt, ở lần gặp gỡ đầu tiên, hiện tại trong lòng em có cảm xúc gì, có suy nghĩ gì về cô gái này? Em cảm thấy rất thích. Đó, quan trọng là hiện tại. Còn cái chuyện tìm hiểu là cái chuyện sau khi kết thúc chương trình của hai bạn. Dạ, dạ. Còn em gái, em hiện tại em cảm thấy như thế nào, cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy rất thích ạ. Em sẽ dành thời gian để tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Rồi, đó cũng là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị. Anh cảm ơn em. Quan trọng là ở cái nhìn đầu tiên, còn cái thời gian tìm hiểu là phía sau, đi được xa hay gần là từ cái sự cố gắng và sự tương thích của cả hai người. Nhưng mà trước tiên nhìn nhau phải có cảm xúc đó đã. Không có cảm xúc thì khó lắm, hiểu không? Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bây giờ chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc nói chuyện chúng ta từ nãy giờ. Nếu đồng ý bấm nút thì nhấn mạnh. Nếu sau 3 tiếng đếm không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra khỏi nút bấm. Nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian, rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Rồi mời bạn trai qua nói đứng chung với bạn gái luôn. Hôm nay á, theo như Tường biết là có là em gái của hai bạn đều đến tham gia chương trình đúng không? Xin mời hai em ngồi bên ngoài từ nãy giờ đâu rồi ạ? Mời hai em vào chúc mừng cho anh chị của mình trong cái ngày vui này nha. Hai người em gái luôn hả? Dạ, đây là em của hai người em gái luôn. Hai em ruột? Dạ. Này hai em ruột? Dạ. Không, em làm cùng cư quá. À đúng rồi, vỗ tay. Đội hình hôm nay đông quá. Hôm nay em đến em tham dự nãy giờ thì em nhận xét về anh này như thế nào? Cách nhận xét của em ý thì là anh ấy rất là chín chắn và trưởng thành so với lần, nói chung là để một người đàn ông trụ cột trong gia đình thì là em thấy anh ấy cũng phải được tầm 80 đến 90% rồi ạ. Rồi thôi thì hôm nay là có coi như là hai bên ha, đại diện nhà trai nhà gái có đủ. Thì Tường cũng xin chúc cho hai gia đình của mình luôn được nhiều sức khỏe, rồi cố gắng thúc đẩy ha, giúp đỡ hỗ trợ. Gái là phải hỗ trợ bạn gái nha, bạn gái hơi rụt rè rõ ràng không? Bạn gái như vậy thôi chứ thực ra là từ hôm qua thì rất là hồi hộp, sáng nay dậy sớm lắm luôn. Với sự chứng kiến của hai họ nhà trai nhà gái, xin mời bạn Dũng hãy gửi tặng bạn gái một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Nhà trai có lời lắm luôn. Cho anh được hôn em. Rụt rè cũng rồi, dễ thương quá à. Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây để cùng xem phim, tâm sự và trò chuyện với nhau nha. Hôm nay là một ngày vui đúng không ạ? Rất là đông đủ và quý vị đang theo dõi chương trình. Chúng ta cũng hãy cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi này. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ sáng thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại. hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi, ngồi vào ghế của mình nha. Và bây giờ xin mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái của tôi. Wow. 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 Đây, ngồi đây, ngồi đây coi. Hai cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc rất cá tính, và một cô gái ăn mặc rất là đặc sắc ở bên đây. Rồi, chàng trai ghế xanh, bạn sẽ là người giới thiệu đầu tiên nha. Dạ, em tên là Võ Văn Chợ, em ở An Giang, nay em 36 tuổi. Hiện tại em đang sống làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ồ, mình làm công việc gì với đó? Em chạy xe cấp cứu. À, cái đó là mình làm việc có ca hay là mình làm suốt 24/24? À, em làm 24/24. À, cứ kêu là mình chạy, kêu là mình chạy. Dạ đúng rồi. Là mình phải thường trực luôn luôn vậy đó. Dạ em, đúng rồi, ăn ngủ tại đó luôn. Nó nghe là lúc mà mình chạy là trên xe là có y sĩ, bác sĩ đi theo mình, có y tá, bác sĩ đi theo mình. Có đầy đủ. Chứ đâu có giờ chạy một mình chở bệnh nhân đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Là mình cũng có gì, có nào mình chở người mất không? Có. Em chạy tới vừa tới chỗ là vừa mất luôn. À vậy hả? Chạy không kịp. À, điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì vậy Trợ? Em điểm yếu của em là cái này, không biết nhậu, ăn cay không được, chạy xe máy yếu. Ủa kì chạy xe hơi được, chạy xe máy yếu. Mà điểm mạnh? Điểm mạnh em chạy xe cú cứng. Dễ thương không? Mình có thể chạy được tốc độ bao nhiêu à? Tùy theo người bệnh đó anh. Người bệnh nặng thì mình chạy dùng hết khả năng cái tâm trí của mình, dốc óc để chạy. Còn người mà bệnh nhẹ thì mình nhìn theo cái người bệnh đó, để mình chạy với tốc độ cho nó an toàn, đảm bảo cho mình với người bệnh luôn, đúng không? Là nó ổn ổn cái tốc độ trên xe và mọi người. Em thì sống có một mình à, cho nên lúc mà chỉ thị 16 vừa ra đó thì cũng đâu có làm gì đâu, mà mới đăng ký trên tỉnh á, rồi mới điều về bên Dĩ An này để phục vụ dân, mà rước dân đi cách ly rồi chở dân về luôn đó. Vậy là có bị dính Covid không? 4 lần. 4 lần rồi. Mặc đồ bảo hộ vẫn đi bình thường. Vậy hả? Dạ. Một chào hỗ tay cho anh Chợ nào. Không hay về quê không Chợ? Dạ không. Ủa rồi ba mẹ, bà con, cô bác ở dưới quê hay trên này? Mẹ em mất từ nhỏ rồi, giờ còn ba. Ba ở đâu? Ba thì em thuê trọ cho bà ở bên khu vực An Phú á. Không, nhưng mình có tính gì cho cái hậu vận tương lai mình sau này không? Ở đây mấy chục năm rồi mình không có kiếm được, mua được miếng đất nhỏ nhỏ hay gì, mình sau này mình có vợ có con rồi mình sống sao? Sáu vợ đâu có thể sống bệnh viện được. Tùy theo ý bên vợ, vợ về muốn sống theo bên vợ em sẽ sống theo bên vợ. Nếu mốt lấy vợ không làm cấp cứu làm gì? Em nhiều nghề mà, sắt gỗ. Ok, nghĩa là mình sẽ có thể làm được. Rồi, cảm ơn bạn Chợ. Và bây giờ cô gái mặc cái đầm màu trắng, ngồi ghế màu xanh nè, giới thiệu về mình đi. Thì em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Đạt. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hương Linh, em sinh năm 1986. Em sinh ra và lớn lên tại Cà Mau. Em hiện tại thì em làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy em ở đây với ai, một mình à? Ở đây em ở với em gái của em. Công việc em hiện giờ là gì? Hiện tại thì em làm công việc spa. Điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là người hòa đồng vui vẻ, với lại thương ai là thương hết mình. Thương ai là thương hết mình. Ghê vậy ta. Dạ, điểm yếu của em á là ai dũng cảm lắm mới nói được câu đó đó nha. Rồi, điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là dễ nhạy cảm, với lại đôi lúc mà mình tin người ta quá nên cũng thiệt thòi nha. Ví dụ em đi ra ngoài đường, em đang chạy xe thì nghe thì em có né qua cho người ta chạy không ạ? Dạ né chứ anh. Không, bữa nay đừng né nha. Bữa nay là sấn tới thẳng đây nha. Bữa nay là thẳng luôn. Bữa nay là sấn vô nha. Rồi. Rồi bây giờ mời bạn chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ nha. Chào chị Cát Tường. Em chào anh Huỳnh Minh Đạt. Em tên là Đức Thuận. Em đến từ Bình Thuận. Em năm nay được 40 tuổi. Hiện em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế hiện tại là mình đang làm công việc gì hả Thuận? Em sản xuất ra cái kệ đa năng, mà có hai anh em làm chung với nhau một cái xưởng riêng. Cái xưởng nằm ở đâu? Là xưởng ở dưới Bình Chánh. Còn mình ở đâu? Em ở Bình Tân. Coi như cái công việc này là mình làm mà ổn định luôn rồi đúng không? Làm cũng lâu năm rồi phải không? Không, trước thì em làm việc khác, có biến cố về công việc thì em giờ đang chuyển sang một cái nhân viên mới, tại vì nó cũng liên quan, tại vì trước là em đang cung cấp vật tư. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Thuận là gì nè? Em thì vui vẻ, nhiệt tình. Điểm yếu em là em có một chút nóng tính và hơi thẳng tính. Em là người của gia đình, ở tất cả mọi việc trong gia đình em đều làm được hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ có đến với cô gái ngồi ở ghế màu đỏ. Em tên là Nguyễn Như Hồng Hà. Em 26 tuổi. Của 10 năm trước ạ. Của 10 năm trước ạ. Đi giỡn đó cô gái. Để cho chị. Chào em. Em là nhân viên văn phòng tại một trường mầm non. Công việc chính của em là tư vấn tuyển sinh, dạy aerobic cho các bạn nhỏ và là quản lý nhân sự. Em sinh ra lớn lên và làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trời, tưởng như định chừng nào về lại Nha Trang. Dạ ngày mai ạ. Dạ. Để mà có thể hẹn hò đi chơi được, nếu như mà mình có duyên mình bấm nút được với một anh chàng nào đó đúng không? Dạ chị. Wow. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em? Dạ điểm mạnh của em là em thích sạch sẽ, em giỏi việc nhà, em biết tĩnh lặng và lắng nghe, em nấu ăn cũng ổn. Quan trọng là khi mình nêm hay mình thả vào đó những cái cảm xúc tích cực, những cái tinh thần lạc quan và những tình cảm chân thành nhất vào đó thì đó là món ăn tuyệt vời nhất ạ. Đúng. Dạ. Còn điểm yếu của em là em hay quên, em căng thẳng trước đám đông, em không biết uống bia. À em biết uống là mốt, ví dụ như là chồng mình có đi uống em có ngại đi trở về không? Dạ em trở về được nhưng mà người chồng của em phải biết điểm dừng ạ. Đúng rồi, dạ. Thật ra thanh niên thì người ta như vậy thôi, chứ có vợ có con cái thì mọi người đều phải tự ý thức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn một chút xíu. Thì bây giờ Tường sẽ ưu tiên mình sẽ tìm hiểu chuyện tình yêu của chàng trai ghế đỏ trước ha. Em đã gãy đổ rồi thì em chỉ có một mối tình đó thôi. Yêu nhau được 5 năm trời. Wow. Hiện tại sinh sống được khoảng được 12 năm. Mà bây giờ thì như chia sẻ của bà xã em không còn tình cảm với em nữa. Em có hai đứa nhỏ, bé gái lớn là được 12 tuổi, bé trai được 6 tuổi. Thật sự là em thương hai đứa nhỏ, với là em không muốn xa được nó. Thì em đang cố giữ lại, cố gắng chăm sóc. Hiện tại thì nó chiếm hết nhiều thời gian của em, ngoài công việc rồi ngoài giờ đưa đón ăn uống, nói chung không đáp ứng đủ thời gian. Có nghĩa là hiện tại là hai đứa con vẫn đang ở với em. Dạ đang ở. Em chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ để cho hai đứa nhỏ nó được trọn vẹn. Gái tuyển sinh mầm non của tôi, chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ em với chồng cũ của em là quen nhau tại một lớp cao đẳng. Cũng qua một đời chồng rồi. Dạ em ly hôn được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Em có con 9 tuổi, hôm nay có bé trai đi. À ngày hôm nay là có con các trai em ruột. Em ruột và con trai em tới. Vì sao nó không được trọn vẹn mà phải kết thúc? Anh ấy cũng nhậu nhiều lắm. Em phát hiện anh ấy có người khác khi em mang thai 3 tháng. À, buổi tối đó chồng nhậu về say ngủ á, xong rồi em có tin nhắn tới lúc 11 giờ đêm thì em cũng không có thích xem điện thoại của chồng là gì đâu, nhưng mà hôm đó có tin nhắn nửa đêm em muốn tắt điện thoại thôi. Nhắn như thế nào? Thì cũng nhắn yêu em, yêu anh gì thôi. Rồi sao nữa đó, em kêu chồng em dậy hỏi hay là? Dạ, không say bất cần câu rồi chị. Mai lại em có hỏi chồng không? Ngày mai em chỉ ngồi khóc thôi chị. Rồi ảnh có hỏi không? Anh thấy xong rồi em có nói cứ xem tin nhắn ấy rồi biết điện thoại của người ta mà đụng vô làm gì làm ngồi đó khóc. Em cũng có khóc, em cũng có nói nhiều lần rồi nhưng mà chồng em cứ nói là đi đâu thì đi nhưng mà vẫn về với gia đình là được rồi. Đàn ông khôn á, làm cha quá ha, đi đâu đi về gia đình được rồi. Rồi cuối cùng thì câu chuyện giữa em với chồng em nó diễn biến như thế nào? Dạ là em tự đơn phương ly hôn chị. Em tự đơn phương ly hôn chị. Nhưng mà mấy năm nay thì ảnh có lui tới thăm nom con cái gì không? Dạ không, con em thì đầu tuần thì ở với ba, cuối tuần ở với mẹ chị. 4 năm qua mình có mối tình nào khác nữa không? Dạ không chị. Mà em cũng không biết ghen gì à. Em nghĩ nếu mà hết duyên thì thôi, nếu anh ấy ở bên người phụ nữ khác hạnh phúc hơn thì em chấp nhận với em thì thôi chị à. Bây giờ em muốn tìm một người chồng tương lai của mình là người như thế nào nè? Dạ không hút thuốc, mình biết nhậu nhưng mà biết điểm dừng chị. Là ngoại hình thì cao 1m70 trở lên. Ngoại hình tôi nhìn Thuận là cao bao nhiêu? Em có 1m69. 1m69 được rồi. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Sự chín chắn, quan tâm đến gia đình, mấy đứa nhỏ. Em có muốn sanh con nữa hay không? Là trước mắt thì chắc chưa. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến với bạn trai ở ghế xanh. Rồi Chợ ơi, mình là tình duyên như thế nào hả Chợ? Em cũng đổ dở rồi. Em cũng đổ dở rồi. Em cũng đổ dở rồi. Ủa có đổ dở luôn. Rồi có con chưa? Dạ có, một bé gái 12 tuổi rồi. Lúc đó em cũng còn trẻ, ham chơi đó, rồi nên người quen sơ cái cưới về luôn à. Cưới nhau ở được mấy năm? 3 năm em bị tai nạn mới ly hôn. Em bị tai nạn gì vậy? Gãy chân. Rồi là con ai nuôi? Hiện giờ ở với mẹ đó. Nói chung từ hồi ly hôn giờ là vẫn ở với mẹ đó. Dạ. Em có hay qua lại thăm con không? Dạ có, nhưng mà thời gian qua lại thăm ít lắm, em không có được phép về lâu, về được 1 tiếng 2 tiếng. Giờ nếu lấy vợ nữa là đủ kinh tế không? Dư. Ủa sao em biết chắc được điều đó hay vậy? Nói chung cái đó em cũng khó nói lắm. Dạ. Em có tiền dành dụm. Vậy là ly hôn lâu rồi? Dạ nay 10 năm rồi. Em bươn chải cuộc sống lưu thủ gì sáng đi làm cái tối về bấm điện thoại. Bây giờ muốn lấy một người vợ như thế nào? Nấu ăn mà không cần nấu ăn ngon, chỉ cần nấu cơm gia đình em được, em ham háo cơm gia đình lắm. 20 năm từ lúc mẹ em mất em chưa biết ăn cơm gia đình. Biết quan tâm chăm sóc lo lắng cho gia đình với đơn giản vậy thôi, cho em không cần tiêu chí gì cao hết. Cô gái spa, chuyện tình yêu của cô như thế nào hả cô gái? Em với ông xã em quen nhau tình cờ thôi. Ông xã em luôn đó. Quen tình cờ gặp nhau 3 tháng thì tụi em lấy nhau. Kết hôn thì khoảng 10 năm thì tụi em ly hôn. Em ly hôn năm vừa rồi, năm khoảng 2018 đó chị. Là sau 10 năm mà gắn bó mà có lý do gì lại... Khoan, có con không? Dạ có, em có 2 đứa chị. 2 đứa giờ đang sống với ai? Dạ đứa lớn sống với ba, còn đứa nhỏ em nuôi. Ổng cứ như là ổng dính vô mấy cái tệ nạn á chị. Thứ hai là ông hay đi về khuya á, ổng vô trách nhiệm. Mà có nhắc nhở nhiều lần không có? Dạ có chị. Rồi bây giờ có qua lại thăm nom con cái bên đó không? Dạ vẫn bình thường, vợ chồng nói chuyện bình thường với bạn bè chị. Bây giờ có ví dụ như tiến thêm bước nữa thì em có muốn sinh con không? Chồng đồng ý thì có thể sinh con. Dạ đúng. Muốn tìm một người chồng như thế nào? Em thì thích người chồng mà trước tiên thì ngoại hình nó thì cao 1m7 trở lên, đầu không có hói, không để râu, mà hai hơn quá. Với lại người đàn ông đó phải có trách nhiệm, phải quan tâm và ưu tiên vợ con là số 1. Em chỉ như thế thôi. Thì hy vọng là trước tiên là các bạn sẽ tìm được một cái người bạn đồng hành với mình để có thể chia sẻ được với mình. Và bây giờ thì hôm nay mình có con trai nè. Con trai với em trai kìa. Mẹ con ngồi ghế màu đỏ bệnh phải không? Dạ đúng rồi. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên là Hồng Hà. Con biết bữa nay mẹ con đến chương trình này để làm gì không? Dạ, đến đây để ghép đôi. Ghép đôi. Thế con có ủng hộ mẹ con không? Dạ có. Hai chú đây nãy giờ con nhìn thấy hai chú nói chuyện chưa? Bây giờ con nhớ tên hai chú này không? Dạ, con nhớ có một chú. Nhớ chú nào? Nhớ chú Chợ. Nhớ chú Chợ. Trời ơi, cái tên Chợ dễ nhớ quá ha. Bây giờ theo ý con nè, con dòm đi theo ý con nãy giờ con nghe nè. Đây là chú Chợ nè, cái này là chú Thuận nè, hay là con có thể gọi đây là chú ghế xanh nè, này chú ghế đỏ nè. Con thích chú nào hơn? Dạ chú ghế đỏ. Ủa sao nhớ tên chú ghế xanh mà là thích chú ghế đỏ? Con thấy chung ghế nên con thích cho. Không phải chung ghế chứ. Con không biết nói sao. Em ruột, em ruột cứu cháu đi em ruột. Em thấy anh ghế màu đỏ hợp với chị em hơn. Dạ em biết tính cách của chị em như thế nào ạ. Một tràng pháo tay và chúng ta sẽ đến với giai đoạn quan trọng nhất, đó chính là mở cửa trái tim. Wow. Thôi mình khoan nói kìa cảm xúc đi, mình cho biểu diễn trước được không? Tại bộ đồ nó ấn tượng quá. Rồi xin mời em tự giới thiệu luôn đi ạ. Rồi vừa nghe mở cửa trái tim các bạn đeo mắt kiến vô liền. Đó mới thấy. Rồi em còn em không thấy. Rồi. Một đoạn múa của em tự biên đạo à. Wow. Cái này là em tự biên đạo nhưng mà em có đi học múa hả hay là em thích rồi em? Dạ em có năng khiếu. Có năng khiếu tự tập thôi. Dạ. Mình có tham gia lớp múa nào hay là mình đi múa? Dạ trước đây em làm vũ đoàn chị. là tuyệt vời. Tôi nói thiệt nha, thế cô biểu diễn vô nhạc cái tự nhiên tôi thở vào nhẹ nhõm nha, tại tôi sợ làm hoành tráng quá mà nhảy trớt quớt cách chết. Mà không ngờ tôi nghe giới thiệu vũ đoàn một cái là tôi yên tâm liền quá trời. Khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Mời Chợ nói trước. Em cảm thấy giờ nó hồi hộp. Hồi hộp, như gì nữa? Rung. Hồi nãy cổ múa có coi không? Dạ. Em hồi hộp không dám coi, không dám nhìn luôn. Tụi có thấy người ta múa gì không trời? Không thấy gì luôn. Hồi nãy em thấy là em nhìn qua là trời ơi bà. Ủa mà lúc bắt đầu nhìn trời gì? Nhìn đất không à? Rồi nãy giờ có coi múa không? Dạ có, em coi đầu cuối luôn. Coi hồi cuối hả? Không, chị thấy hồi đầu cũng hơi nhạy nhạy, cuối cuối xuống. Hồi hồi nghe lắc lắc sột sạc quá mới tò mò, mới nhìn lên lén lén. Rồi, cảm xúc của em như thế nào Thuận? Tại em gặp mà hai bạn này, hai bạn chín chắn, hai bạn hiền. Dạ. Còn sau nữa thì chắc phải chờ em tìm hiểu. Đúng rồi, nhưng mà rất là dễ thương thôi. Thì bây giờ tới khi cánh cửa trái tim mở cửa ra thì em có cái cảm nhận như thế nào trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, trước tiên thì em thấy hai anh thì ai nhìn thì ai cũng chững chạc hết. Nhà tính tình thì điềm đạm. Em nhìn em cũng thích. À vậy hả? Đây mà không điềm không chính chạc sao được. Ai cũng đổ vỡ hết trơn rồi. Ai cũng có kinh nghiệm. Ai hơn nửa đời người hết trơn rồi. Họ đem có kiến đi, đâu có gì đâu. Rồi sao nè? Rồi hai cô gái của tôi ai cũng trắng như bông bưởi vậy đó. Chững chạc ạ, chính chắn. Bây giờ mình hai chàng trai mình có ai có quà mình tặng, nhất là hoa nè. Mình tặng trước cho nó lên tinh thần các cô gái nè. Rồi bây giờ riêng chàng trai này có một món quà, giờ muốn tặng chưa hay là muốn cuối mới tặng? Có món quà mới tặng. Em đến hôm nay em không mang quà đó. Thôi con gái đâu cần quà cáp gì. Hôm nay em đến từ Nha Trang nên em muốn tặng cho mọi người bánh trung thu yến xào của Khánh Hòa. Bạn này quá. Dạ em tặng anh. Dạ. Rồi chị cảm ơn nha, chị cảm ơn. Rồi xin cảm ơn. Anh ơi cho em đổi quà nhé. Ủa? À con cái bự ha. Ủa, sao đổi quà, sao quà mà đưa lộn là sao vậy? Quà đây của bạn nữ. Có sự ghen tị nha. Sao có đó bự hơn ha. Chị coi đi chứ tự nhiên có vụ tặng lộn nữa. À. Một cái ly chị. Một cái ly. Em có thể cho anh biết lý do của món quà này? Dạ, tại vì nước là rất là cần cho cơ thể của mỗi người mà ngày nào mình cũng phải uống nước, cho nên là em muốn mỗi lần mà anh khát thì anh nhớ tới em. À, anh khát là anh nhớ em nha. À, một cái vòng. Ý nghĩa của cái vòng. Anh ơi, cái vòng này ý nghĩa gì anh? Cái tâm nó tốt, thì cho nên cái lúc mà giờ cũng khó nói. Thì nói đại đi, có sao nói vậy đi. Miền Tây chất phát thật thà coi nè. Em ngại mấy cái này. Là sao cái giọng của các bạn đúng không? Đúng rồi, nó bình an đúng không? Bình an. Thì bây giờ ưu tiên cho hai bạn nữ trước. Hai em có muốn hỏi gì hai anh này không? Em hỏi cái anh ngồi ghế xanh đó. Anh Chợ á. Anh Chợ. Còn anh cảm nghĩ của anh khi mà nhìn anh thì anh có cảm nghĩ gì? Thấy em hiền. Hiền là lại dễ thương. Hiền là lại dễ thương. Nói chuyện giọng rất chuẩn. Cảm ơn anh. Nếu mà ví dụ mà khi nào sau này anh lấy vợ đó thì mình ở đâu? Tùy theo vợ quyết định. Anh có hay hút thuốc không? Hút thuốc hiện tại giờ là đang triển khai bỏ, nay được 10 ngày. Triển khai bỏ được 10 ngày. Công việc của anh ổn định không anh? Hiện tại đang ổn định. Tại trường hợp em anh mà có lấy nhau á, gửi dù em đem con em về ở được không? Ở chung á? Được. Được. Mà ở trong bệnh viện thì không được. Trong bệnh viện thì không được. Không thì tùy với vợ, vợ kêu mua nhà hay mướn nhà là do với vợ đúng không? Ý là hiện giờ là anh chưa có nhà. Bây giờ mình đang ở đâu anh? Đang ở trong trạm y tế. Lúc mà yêu nhau đó rồi Bình Dương với Gò Vấp thì mà quen nhau yêu nhau kiểu gì? Có cái hướng gì phát triển kinh tế để mà mình có thể sau này cũng làm thì tuy rằng thuê nhà nhưng mà cũng sẽ có vợ, nó sẽ tích góp từ từ. Rồi mời em gái muốn hỏi gì nữa không? Mời em. Anh ví dụ như sau này anh thương em thì anh có thương con em luôn không? Có em, tại vì anh rất thương trẻ mà anh cũng muốn có nhiều trẻ nữa. Bây giờ hai chàng trai, bây giờ em có muốn hỏi gì hai cổ không? Mạnh dạn lên. Em ngại nhất nóng, nữ nóng em ngại lắm. Em sợ. Sợ sao? Sợ tao quýnh hay gì? Ừ. Em có võ mà phải không? Không, họ võ chứ không phải có võ. À, họ võ chứ không có võ hả? Biết cái anh em mắc kiến nó là có biệt danh gì không? Anh Bảy Gà. Anh Bảy Gà. Thấy rồi. Lâu trong điện thoại la cũng dậm nữa mà. Em coi hoài luôn. Wow, có theo dõi luôn hả? Em coi hoài luôn. Đó, mà. Sợ mình nóng tính ở ngoài nhưng mà sợ phụ nữ nóng tính nữa. Mới sao luôn, em mỗi sợ nữ nóng tính xìu đúng không? Nóng tính ta cũng đâu có làm gì em đâu. Cầm gì dục đó. Có không? Hỏi cổ coi cổ có vậy không? Em có vậy không? Dạ không anh, em hiền khô à. Em đâu có làm gì đâu. Nóng tính rồi em đi ra ngoài à. Nóng lên cái là em lột đồ rồi người ta. Vậy thôi chứ có gì đâu. Thuận có muốn hỏi gì hai cổ không? Mời Thuận. Trong điện thoại hai bạn đã từng trải qua một lần rồi. Hai bạn có còn sợ cảm giác có gia đình không? Dạ có đôi lúc thì ví dụ mình giờ mà tiến tới một lần nữa thì mình cũng sợ anh. Tụi em đã qua một lần rồi thì kinh nghiệm của mình nó ấy hơn. Chứ không có thể như ngày xưa bồng một thì nó khác. Còn em? Dạ em cũng giống bạn luôn. Thì em hỏi anh đó đó. Anh là người hay nóng tính không anh? Không, anh không phải là hay nóng tính. Anh là hiền, anh cực kỳ hiền lắm. Nhưng mà đó là cái tính xấu của anh thôi. Chị Tường mời các bạn trai lần lượt qua xin phép được nắm tay mỗi bạn gái 30 giây. Nhanh gọn lẹ cấp cứu mà. Con trai dưới nó còn nhớ tên chợ nữa mà. Trời, xin phép nắm tay cảm nhận. Anh có gì nói với em không? Anh thấy em hiền mà em có biết nhậu không? Dạ không, em đâu biết nhậu. Uống hả? Dạ không, em không biết uống, em chỉ giao tiếp phải uống 1-2 lon hả? Hỏi qua uống nhậu rồi trời. Dạ. Rồi. Anh ấy hỏi em không? Đứng gần vậy thấy không cưng phải đeo mắt kính. À thấy. Ông đang đếm trong bụng, đếm đủ 30 về á. Rồi khi về chỗ. Rồi mời Thuận. Cho xin phép làm tay. Anh tham gia chương trình đó là nghiêm túc. Xin phép trước tiên là làm bạn, còn sau nữa thì tự nhiên. Cảm ơn. Chào em, xin phép làm tay. Tham gia thì thời gian ngắn quá, cho nên mình chưa biết nhiều. Nếu được thì tôi có cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn. Ok, cảm ơn. Tường ơi. Ơi. Em với chị cũng phải nắm tay để coi là khúc này là quyết định nha Tường. Mình là Thúy Kiều, hãy cùng mình trên Speed Couple nha. Rồi, mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Mời Đạt. Rồi. Và bây giờ là khoảng khắc quyết định. Mời các bạn hãy hướng mắt ra về phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Tìm một người chồng tương lai của mình là người như thế nào nè? Dạ không hút thuốc, mình biết nhậu nhưng mà biết điểm dừng. Trước tiên thì ngoại hình nó thì cao 1m7 trở lên. Đậu không có hói. Nấu ăn mà không cần nấu ăn ngon. Chỉ cần nấu cơm gia đình em được, em ham cơm gia đình lắm. Tự chín chắn, quan tâm đến gia đình, mấy đứa nhỏ. Bấm à. Hết thời gian à. Sao hai cô gái của mình nó dửng dưng vậy, hờ hững vậy? Em cái đỏ sao em không bấm ai hết vậy? Dạ em cũng chưa có được cảm xúc gì. Hai chàng trai ở đây đều bấm ghế của em. Lúc đầu là em thích anh ghế đỏ nhưng mà thích sao không bấm? Em nghĩ anh quýt đẻo vậy, em nghĩ anh quýt đẻo vậy. Trời đất ơi, cái cuộc đời này không mà thua thiệt với người ta đó trời ạ. Đến đây là mọi người có hai cơ hội như nhau. Mình hãy làm những điều mình thích. Sống tới tuổi này rồi là mình hãy sống vì chính mình. Thí dụ như là bây giờ anh với Duy Tường sẽ cho em một cơ hội để bấm lại một lần nữa, thì em sẽ bấm nút màu gì à? Em sẽ bấm nút màu đỏ. Em sẽ bấm nút màu đỏ. Cơ hội sẽ đến với một lần nữa. Và bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn phải đưa quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Đối với lại cô gái màu xanh này. 5 4 3 2. Tham gia thì thời gian nó ngắn quá cho nên mình chưa biết nhiều. Nếu được thì cho nó cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn. 1 và bấm ạ. Hết thời gian. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta thấy đó thì rõ ràng là mình biết là trời, mình nhìn là mình biết là thấy rồi mà nó thấy cái anh này là thích cái cô đó, cô đó cũng có cái thiện cảm lại rồi ở cái đoạn hỏi nhau cặp mắt tôi hay lắm. Hai chị em đã nắm tay rồi. Qua câu chuyện này, ở ngoài cuộc sống của chúng ta không phải cơ hội nó luôn đến với mình đâu quý vị ạ. Cho nên đây cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta ở đây luôn. Mình không giành giật của ai hết, nhưng hãy làm những điều mình thích. Nhớ giùm chị câu đó, nhớ nha cưng nha. Rồi thôi nắm tay nhau đi, chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, và Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này đặc biệt là không có chứa NSG và không dùng tới bảo quản. Gửi tặng cho hai bạn. Rồi, gửi tặng cho các bạn luôn nha. Và đối với cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi không thành công thì cũng đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speed Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove để được truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speed Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speed Couple, đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Mọi người hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21h15 thứ Ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21h30 thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.